chương trình thời sự của đài phát thanh Long An. Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự chiều nay, thứ bảy ngày 28 tháng 5 năm 2016 của đài phát thanh Long An. Phần tin trong tỉnh mở đầu chương trình gồm có những nội dung đáng chú ý sau. Long An có 140 dự án đầu tư. Năm tháng đầu năm 2016, Long An thu đạt 45% dự toán ngân sách. Sau đó là phần tin trong nước và thế giới. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin trong tỉnh. Sơ giới cùng kỳ năm 2015, về thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm tháng đầu năm tăng khá. Cụ thể tăng 15% dự án đầu tư nước ngoài FDI và trên 62% dự án đầu tư trong nước DDI. Từ đầu năm đến nay, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 140 dự án đầu tư, trong đó có 30 dự án FDI và 110 dự án DDI, tăng 19 dự án so với cùng kỳ. Theo đó, tổng vốn đầu tư mới của các dự án FDI là gần 300 triệu đô la Mỹ, tăng đến 218%. Riêng các dự án DDI thu hút tổng nguồn vốn đầu tư lên đến gần 4.000 tỷ đồng, tăng khoảng 360% so với cùng kỳ. Các dự án mới được đầu tư đã thuê lại 92 hectare đất trong khu công nghiệp, đạt gần 37% so với kế hoạch năm 2016 đề ra, là 250 ha. Ngoài việc thu hút các dự án đầu tư vào khu công nghiệp, năm tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh cũng đã có 71 doanh nghiệp được thành lập với số vốn đăng ký hơn 1.200 tỷ đồng. Tại Long An chi phí đầu tư thấp, kỹ thuật thi công nền móng tốt, giao thông thuận lợi. Trong tương lai gần, khi các dự án giao thông quan trọng của tỉnh hoàn thành, kết nối tốt với thành phố Hồ Chí Minh sẽ là điều kiện giúp Long An thu hút thêm các nhà đầu tư. Hiện tại tỉnh đang chú trọng và tập trung nâng cao hiệu quả các dự án đã đầu tư bởi đây là phương cách tuyên truyền quảng bá rất hiệu quả trong thu hút đầu tư góp phần mang lại diện mạo mới thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương tổng thu ngân sách nhà nước trong tháng 5 của tỉnh Long An đạt gần 400 tỷ đồng tính chung 5 tháng đầu năm nguồn thu ngân sách đạt hơn 3.660 tỷ đồng đạt gần 45% dự toán giao tăng 15% so với cùng kỳ trong đó thu nội địa chiếm chủ yếu và cao gấp 2 đến 3 lần nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu nhờ tình hình kinh tế có sự chuyển biến tích cực nên nguồn thu ngân sách nhà nước đạt tỷ lệ khá so dự toán giao và tốc độ tăng trưởng khá so cùng kỳ đóng góp lớn vào nguồn thu này phải kể đến là các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp nhà nước riêng giới doanh nghiệp ngoài quốc doanh là lĩnh vực chịu ảnh hưởng lớn về chính sách thuế giá cả và sức tiêu thụ tuy nhiên nhờ tình hình kinh tế đang phục hồi nên đa số doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả đã góp phần thu ở lĩnh vực này tăng trưởng tốt Bên cạnh tổng thu ngân sách nhà nước trong tháng 5, tỉnh Long An cũng đã thu từ nguồn sổ số kiến thiết với gần 75 tỷ đồng. Chỉ mới 5 tháng đầu năm, nhưng nguồn thu này đã đạt trên 56% dự toán, với gần 570 tỷ đồng. Những tháng còn lại của năm 2016, song song với việc khai thác các nguồn thu tiềm năng, ngành thuế tỉnh nhà cũng tăng cường khắc phục tình trạng nợ động thuế nhằm tăng nguồn thu và chống thất thu hiệu quả bên cạnh đó điều kiện kinh tế long mang dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định chính vì vậy việc thu ngân sách nhà nước của tỉnh được kỳ vọng sẽ hoàn thành dự toán đúng kế hoạch năm 2016 thì xã kiến tường được bố trí kế hoạch vốn 141 công trình xây dựng cơ bản với tổng mức đầu tư là 189 tỷ 588 triệu đồng trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương tỉnh hỗ trợ được bố trí cho 28 công trình với tổng vốn đầu tư trên 104 tỷ đồng Nguồn vốn ngân sách thị xã bố trí cho 113 công trình với thống giống đầu tư là 84 tỷ 889 triệu đồng. Tính đến hết quý 1 2016, giá trị khối lượng ước thực hiện được 37 tỷ 399 triệu đồng, đạt 20% so với kế hoạch. Giá trị giải ngân thực hiện được trên 50 tỷ đồng, đạt 26% so với kế hoạch đề ra. Công tác chỉnh trang đô thị tiếp tục được chú trọng, bộ mặt thị xã ngày một khang trang hơn. Các công trình đang được gấp rút để nhanh tiến độ thực hiện, đặc biệt là các công trình trọng điểm theo nghị quyết đại hội đảng bộ thị xã đã đề ra như khu bờ kè thị xã, cụm dân cư cầu dây, khu đô thị sân bay, trung tâm thương mại dịch vụ kiến tường, ưu tiên các công trình xây dựng cơ bản nằm trong lộ trình xây dựng nông thôn mới. Hiện đã quyết toán xong 30 công trình, đang lập hồ sơ quyết toán 39 công trình, 40 công trình đang được thi công, số công trình còn lại đang trong giai đoạn đấu thầu, lập hồ sơ thiết kế thẩm tra và phê duyệt dự án với các chương trình cho vay ưu điểm như chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh sinh viên, chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường trong 4 tháng năm 2016, phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Bến Lức giải ngân với tổng doanh số cho vay trên 20 tỷ đồng với hơn 900 hộ vay. Để người dân tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi, phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện phối hợp với các tổ chức đoàn thể tự quyện đến các xã thị trấn tổ chức bình xét và giải ngân một cách chặt chẽ, an toàn và thuận tiện song song đó phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội còn tích cực trong công tác thu hồi nợ đến hạn nợ quá hạn nhằm chủ động nguồn vốn cũng như đáp ứng nhu cầu gia vốn của hộ nghèo cận nghèo và các đối tượng chính sách khác nhờ đó nhiều hộ giai được hỗ trợ nguồn vốn kịp thời tổ chức xây dựng kinh tế gia đình tăng thêm thu nhập ổn định cuộc sống góp phần quan trọng trong công tác giải quyết diệt đàm giảm nghèo đảm bảo an sinh xã hội hiện nay tình hình dịch cũng có nguy cơ trở lại việc tuân thủ vệ sinh tiêu độc khử trùng vấn đề quy hoạch chăn nuôi hiện nay theo mô hình mới và cảnh báo về tình hình dịch cúm gia cầm đối với các hộ chăn nuôi đã được người dân nâng cao ý thức về tác hại của cúm AH5N1. Thành phố Tân An hiện có trên gần 700.000 con gia cầm các loại. Sau khi có kết quả triển khai, của ủy ban nhân dân thành phố Tân An về thực hiện tháng tiêu độc khử trùng, trạm thú y thành phố Tân An tiến hành công tác tiêu độc khử trùng đồng loạt ở 14 xã phường được thực hiện triệt để tại các hộ chăn nuôi gia cầm dùng ổ dịch cũ, dạp dùng có nguy cơ xảy ra dịch cao. Đợt này, trạm thú y thành phố Tân An được cấp hơn 600 lít sát trùng do người dân ý thức được tác hại của cúm AH5N1. Nên công tác tiêu độc khử trùng của cán bộ thú y xã phường đạt kết quả khá cao. Bên cạnh đó, các trạm thú y xã phường cũng tiến hành phun thuốc sát trùng trên đàn heo nhằm phòng chống dịch bệnh heo tai xanh bùng phát trở lại. Bên cạnh đó, trạm thú y thành phố Tân An luôn tăng cường công tác giám sát đến từng hộ gia đình nhằm phát hiện và xử lý ổ dịch, quản lý chặt chẽ các lò ấp con giống gia cầm tổ chức hướng dẫn cho các hộ chăn nuôi tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi, cơ sở giết mổ, chế biến gia cầm và tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm, qua đó ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch cúm AH5N1 trên địa bàn thành phố Thăng An. Chùa Vũ Dân Sang Nhật Tân, Viện Tân Trụ tổ chức trao tặng 100 phần quà cho hộ nghèo cận nghèo khó khăn trên địa bàn xã. Quà gồm gạo, mì tôm, dầu ăn, tổng trị giá 16 triệu đồng do Hòa Thượng Thích Huệ Dân, chủ trì Chùa Vũ Dân trao tặng thời gian qua chùa phổ dân là nơi làm tốt công tác nhân đạo từ thiện như duy trì nấu cơm vào ngày thứ bảy chủ nhật phục vụ cho bệnh nhân điều trị tại bệnh viện huyện tân trụ tổ chức tặng quà nhân ngày rằm lớn tết cổ truyền của dân tộc duy trì lớp học vi tính miễn phí cho học viên trong nhà ngoài xã công ty cổ phần tập đoàn lộc trời phối hợp với hội khuyến học quyền vĩnh hưng tổ chức chương trình nghĩa tình lộc trời trao tặng học bổng và quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên toàn quyện đồng chí trí chí hùng Quỹ Chiên thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chính Hưng cùng với đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể huyện, đại diện công ty Lộc Trời tham dự buổi lễ. Chương trình đào tạo tặng 77 phần học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi ở các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Được biết mỗi phần học bổng trị giá 1,8 triệu đồng, trong đó có một phần học bổng đặc biệt cho học sinh nghèo có thành tích xuất sắc trong nhiều năm liền, gồm 1,8 triệu đồng, một chiếc xe đạp và 20 kg gạo. Trong thời gian qua, Chương trình Nghĩa tình Lộc Trời đã trao tặng nhiều phần quà cho những em học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn huyện. Tuy giá trị mỗi phần không nhiều, nhưng cũng phần nào giúp cho các em có thêm phần kinh tế để trang trải chi phí học tập. Đến cuối năm 2014, xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí Xây dựng nông thôn Mới, tỉnh Long An với tổng nguồn vốn gần 230 tỷ đồng, ngoài nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ thì nguồn vốn nhân dân đóng góp cũng rất lớn hơn 9 tỷ đồng với phong trào nhà nước và nhân dân cùng làm. Qua thời gian thực hiện chương trình, xã đã có hàng trăm ngàn mét vuông đất được nhân dân hiến, nhiều công trình đã được hình thành từ những suy nghĩ cao đẹp của người dân. Trong đó, gia đình bà Lưu Thị Thủy, ấp Hưng Tân là một trong những cá nhân điển hình trong phong trào nhà nước và nhân dân cùng làm. Tất đất, tất vàng nhưng được sự vận động của địa phương, gia đình bà đã không đắn đo tự nguyện hiến hoàn toàn gần 8.000 mét vuông đất cho nhà nước để thi công xây dựng đê bao kết hợp lộ bờ Tây kênh 79. Việc làm của gia đình bà đã đóng góp đáng kể cho lợi ích chung. Bà Lưu Thị Thủy chia sẻ. Cái kia là chính quyền địa phương cũng vận động tôi để đóng góp cái đường lộ giao thông là khép kín thì tôi cũng nghe được nhất trí rồi vận động tôi cũng bàn lại với gia đình ông chồng tôi con tôi cũng nhất trí thì khi làm xong rồi thì tôi ủng hộ là gần tám công đất để là làm cái xã nông thôn mới cho nó hoàn chỉnh thì tới đây là nếu mà chính quyền địa phương còn tổ chức cái chuyện gì nữa để cho nó hoàn chỉnh cái trong thông mới thì tôi cũng sẵn sàng để đóng góp với địa phương cho nó được hoàn chỉnh hơn. Cây cầu bắc qua kênh T35 nối hai ấp Gò Gòn và Hưng Tân qua thời gian dài sử dụng đã xuống cấp không đảm bảo cho người và phương tiện lưu thông qua lại. Gần đây bà tổ chức vận động nhân dân trong khu vực đóng góp hơn 50 triệu đồng để xây dựng cây cầu này bằng bê tông cốt thép. Trong đó gia đình bà Lưu Thị Thủy đóng góp 20 triệu đồng. Khi cầu hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và dần chuyển vật tư nông nghiệp ra đồng ruộng thuận tiện hơn. Ông Huỳnh Văn Bé Ba, ấp Hưng Tân, xã Hưng Thạnh cho biết tôi thì cũng ở gần chị hai thủy ở đây thì nhất là bà cũng sống hòa đồng với bà con nó sớm ở đây đóng góp vô xã hội cũng như đóng góp vô cây cầu này chị cũng vận động bà con để bắt lúc trước thì bắt cây cầu gỗ sau đó là bắt giờ vận động bà con nó bắt cây cầu xi măng nặng kiên cố nó chắc hơn <laughs> bà con nó sớm ở đây nhất là mấy em học sinh họ đi tới nó đi, đi tới đi lui cho nó thuận tiện không chỉ làm kinh tế giỏi gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới bà thủy còn tích cực dẫn động các hộ dân trong địa bàn tham gia các phong trào thi đua ở địa phương đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế hướng dẫn cách làm ăn và quan tâm giúp đỡ những hộ còn khó khăn những việc làm của gia đình bà đã được cấp ủy chính quyền và nhân dân xã hưng thạnh ghi nhận ông ngân Văn giang, giang phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã hưng thạnh cho biết riêng đối với bà hà lưu thị thủy bà đã đóng góp rất nhiều ví dụ như là cống hiến đất để xây dựng lộ nội đồng giao thông nông thôn đi bao khép kính và ngoài ra bà còn vận động nhân dân là uh, quyên góp các ngày công lao động để xây dựng các cầu tạm chỉnh quan môi trường xanh sạch đẹp về nhà ở khu dân cư ngoài ra bà còn ủng hộ về tiền để xây dựng sửa chữa các cầu tạm đi ngang các tuyến kênh lậu nội đồng để tạo điều kiện cho bà con phục vụ sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới về xã Hưng Thạnh hôm nay sẽ dễ dàng nhận thấy tâm trạng phấn khởi niềm vui mới hiển hiện trên nét mặt mỗi người dân đường liên áp liên xã được nhựa bê tông đi lại thuận lợi góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế ở địa phương sự tham gia đổi thịt ở vùng quê nông thôn Hưng Thành nói riêng và của quyền Tân Hưng nói chung có sự đóng góp tâm huyết của những cá nhân gương mẫu như gia đình bà Lưu Thị Thủy. Sau đây là phần tin trong nước và thế giới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong dự ký văn bản báo cáo kết quả việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ công chức viên chức thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị thanh tra chính phủ, nghiên cứu các hình thức công khai việc kê khai tài sản thu nhập trên các phương tiện thông tin đại chúng niêm yết tại nơi công tác và tại địa phương nơi sinh sống thông qua hệ thống của Ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam để người dân xã hội có điều kiện thực hiện việc giám sát qua đó góp phần phát hiện những trường hợp kê khai tài sản thu nhập không đầy đủ không trung thực ngoài ra để việc thực hiện và quản lý chế minh bạch tài sản thu nhập ngày càng hoàn thiện và đạt hiệu quả từng bước đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tham nhũng trong tình hình mới Sáng 27 tháng 5, đoàn kiểm tra kinh doanh hóa chất của Ủy ban nhân dân quận 5 thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra 16 cửa hàng hóa chất ngành thực phẩm tại chợ Kim Biên quận 5. Qua kiểm tra hầu hết các cửa hàng xuất có niêm yết giá cả, nhãn mát và hồ sơ chứng từ. Một thanh viên đoàn kiểm tra cho biết ban quản lý chợ Kim Biên thường xuyên kiểm tra các hộ kinh doanh phụ gia thực phẩm. Tuy nhiên, đoàn cũng ghi nhận các cửa hàng bán hương liệu phụ gia thực phẩm có mặt bằng kinh doanh nhỏ hẹp. Tại cửa hàng kinh doanh Hương Liệu Tuyết Hồng chợ Kim Biên, đoàn kiểm tra lập biên bản điều kiện bảo quản hàng hóa chưa đảm bảo so với yêu cầu, hàng hóa để ngay dưới lối đi, cửa hàng chưa đảm bảo điều kiện để bảo quản phụ gia thực phẩm. Đoàn tạm giữ một canh hương liệu không có nhãn phụ theo quy định, đồng thời yêu cầu chủ cửa hàng lên phòng kinh tế quận làm việc. Nhà chức trách Brazil đang truy nã gần 30 nghi phạm liên quan tới vụ cưỡng hiếp tập thể một thiếu nữ 16 tuổi và tung video hình ảnh nạn nhân lên mạng. Theo Ali Aje Ira, ngay sau chủ triệt, nhóm nghi phạm 33 tên cưỡng hiếp tập thể cô gái tại thành phố Rio de Janeiro và tung video nạn nhân lên mạng Twitter. Ngày 27 tháng 5, cảnh sát Brazil đã bắt được 4 tên trong đó và tiếp tục săn lùng các tên còn lại. Chuyên gia khảo cổ học Konstantinos Shismandinis ngày 26 tháng 5 công bố đã tìm được ngôi mộ của triết gia Aristotle. 384-322 trước công nguyên. Theo đó, ngôi mộ của Aristonle nằm trong một công trình được khai quật tại ngôi làng cổ Stagira. Theo ông Schimenidis, đây là công trình tưởng niệm Aristonle được dựng lên để tôn vinh triết gia vĩ đại của Hy Lạp sau khi ông qua đời năm 322 trước công nguyên. Theo truyền thuyết, người dân Stagira đã mang trao cốt của Aristonle về nhà ông sau khi Aristonle qua đời tại Epoe năm 322 trước công nguyên. Triết gia Aristotle là người học trò nổi tiếng của triết gia Plato tại Athens và là một trong những nhà tư tưởng có ảnh hưởng nhất trong lịch sử nhân loại. Các tác phẩm của ông đã làm nền tảng cho logic học hiện đại và thuyết siêu hình học của ông cũng trở thành một phần không thể tách rời trong thần học của Thiên Chúa Giáo. Vừa rồi là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Long An. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe.